làm bên lương tâm á. Đây chờ máy bơm nước. Hello anh em, hôm nay bọn mình đi chở máy nha anh em. Đây, chở máy bơm nước chở qua bên kia nha. Tí không biết xe công nông hay cào này có qua được mấy cái chỗ cày này. Đây máy 33 nha anh em, xe bên cầu để đủ hết vô lăng. Cứ là đây chủ xe đây mọi người, gần bên lương tâm á. Đây chở máy bơm nước 18. Coi video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em nhá. Yêu xe thôi, không yêu vợ. Rồi, chuẩn bị đi thôi. Chào anh em nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nha anh em. Chở máy khá là nhẹ nha anh em, không có lún.
cái này. Cái này đất hơi lún một tí nhưng chắc không sao đâu.